Làm sao? Không không. Cơm của em chứ cơm của ai mà cứ của em. Cô bắt vào tường nha. Cho con ăn đi. Con ăn cơm không? Cầm bát cơm lên cho mẹ xem nào. Đi. Nhai. Này con tự xuống ăn đi. Con tự xuống ăn. Bơ. Con ăn cơm không? Cô mặt vào tường nha. Quay lại xuống cơm ăn nhanh. Ngon không? Ngon không? Đây. Cắn đây kìa. Ơ con cắn vào xương rồi. Ở đây đây thịt đây. Ngon à? Cái xương. Có hết xương rồi. Xương lắm á, đây chỗ này có thịt này. Ngon không? Ôi, con đừng nói em. Nào làm sao nào, con làm sao? Nín. Nín, nói mẹ nghe bây giờ con muốn gì? Làm sao? Hả? Con đến đi. Con đến với mẹ đây nào. Nín. Nào, nói mẹ nghe con muốn gì nào. Làm sao? Con nó khóc thế làm sao mà mẹ hiểu được. Hả? Nín chưa? Nín, nín. Ừ, rồi rồi, đi. Con nói mẹ nghe. Con muốn gì con phải nói. Chứ con cứ hét với con khóc thì làm sao mà mẹ hiểu được. Ừ. Làm sao nào? Rồi mẹ đi vẽ đây. Nha. Thôi. Làm sao con? Con làm sao? Ok. Hả? Sao con? Con làm sao? Thôi, mẹ thương, con nói mẹ nghe nào, Làm sao? Mẹ chưa nghe rõ. Làm sao con? Con nói lại cho mẹ nghe. Con mẹ bế con á. Nói mẹ bế đúng không? Ừ, thế thì con phải nói chứ. Hả? À, con cứ hét rồi con khóc làm sao mà mẹ hiểu được. Đây, con ngồi lên đây. Nào, lên đây, mẹ bế. Ngồi xuống đây cho mẹ tô đó đi. Không. Con cứ ngồi trên lòng máy này làm sao mẹ tô được. Đúng. Thế ngồi đây mẹ tô cho đi tí nào. Nha. Con bế nào, ngồi đây đi. Cho mẹ tô màu không? Không. Thôi, rồi, bế. Bé, mẹ bé, chưa? Nín thì mẹ bé. Nín. Cười đi. Cười. Làm sao mày lại đứng giống này? Quay lên mẹ đây nào. Nào.